Trong video này, kênh Kho Tư liệu Xây dựng xin kính giới thiệu đến quý vị về một cái vách ngăn di động tự chế, giá rẻ, bền, đẹp, áp dụng cho các cái không gian vừa và nhỏ. Thì chúng tôi sẽ lần lượt quay toàn cảnh cho đến chi tiết các cái phụ kiện cũng như là quá trình vận hành của cái vách như thế này. Thì đây là cái vách của một cái căn hộ, nó ngăn giữa cái không gian cái phòng ngủ với cái phòng sinh hoạt chung. Tức là khi mà chúng ta cần một cái không gian rộng thì chúng ta xếp cái vách ngăn lại, giống như là cái anh thi công ảnh đang thao tác á. Còn khi mà chúng ta cần ngăn hai không gian riêng biệt ra, ngủ và sinh hoạt chung, thì chúng ta mở các cái vách ngăn và khóa chặt nó lại. Thì đây là một cái hành trình mà anh em đang xếp từng cái tấm riêng biệt của cái vách ngăn vào một cái vị trí gọn nhất ở trong tường. Thì lát nữa chúng tôi sẽ quay cái cấu tạo cái ray gắn ở trên trần. Cái đặc biệt của cái loại vách ngăn di động như này là nó chỉ có cái ray ở trên trần thôi, còn ở dưới nền thì quý vị để ý thì sẽ thấy là cái nền lát gạch hoặc là lát gỗ, thậm chí là trải thảm thì nó liên tục. Khi mà mình xếp cái vách này lại thì ở dưới nền nó là một cái không gian nó liền, nó không có cái ray ở dưới nền. Nó khác với cái trường hợp là cửa xếp lùa, vì khi mà chúng ta có cái ray dưới nền thì một là nó cắt nát cái nền gạch, hai là nhiều khi nó có cái ray âm á, thì chúng ta lau chùi quét dọn thì bụi bặm nước non nó đọng ở dưới. Thì cái tính năng khác biệt giữa cái vách ngăn di động với cái cửa xếp lùa là ở chỗ đó. Thì anh em vừa hoàn thành một cái hành trình là khép hay là gấp các cái vách ngăn lại, bây giờ anh em đang tiến hành một cái hành trình mở ra. Cứ mỗi tấm như vậy thì nó có một cái chốt ở dưới nền, thì chúng ta mở nó ra, xoay nó lại, rồi cho hai cái tấm nó dính với nhau. Đương nhiên là cái khung nhôm thì nó có cái gờ âm dương, khi chúng ta đóng lại là nó kín khít, cái ray ở trên thì nó cố định đầu trên. Đó, anh đang chốt cái chốt á, cái chốt ở dưới thì nó cố định đầu dưới, cho nên nó làm cho cái tường nó rất là vững chãi. Thì cái ưu điểm của cái vách chế tự chế này đó thì cái giá thành nó rẻ, tức là cái giá thành nó khoảng tầm từ thấp nhất là 2 triệu mà cao nhất là 6 triệu một mét vuông, bao gồm tất cả các loại phụ kiện và nhân công gia công lắp dựng cũng như những cái vật liệu chính. Còn các cái vách ngăn mà người ta là chế tạo sẵn có thể là nhập khẩu thì giá nó cao lắm, khoảng từ trên dưới 15 triệu trên một mét vuông. Tất nhiên là những cái mà người ta nhập khẩu, người ta sản xuất sẵn thì nó sẽ chúng ta đóng ghép nó nhanh hơn, nó nhẹ hơn, nó phù hợp cho những không gian cực kỳ lớn và cao cấp. Còn đối với những cái không gian nhỏ vừa phải thì người ta không có đầu tư cái tiền nhiều. Và những cái nhà sản xuất những cái tấm vách ngăn lớn định hình như vậy thì người ta cũng không có nhận làm những cái không gian nhỏ. Còn với những không gian nhỏ như này thì quý vị thấy là chúng tôi đã vận hành đóng rồi mở đó, thì quý vị thấy là nó cũng rất là tốt, tức là chúng ta sửa xài tốt đó. Các cái phụ kiện mọi thứ nó đều vừa phải, nó phù hợp cho cái không gian vừa và nhỏ. Một cái ưu điểm nữa đó là nó phối hợp được nhiều cái chất liệu có sẵn trên thị trường, như là khung thì có thể là dùng nhôm, rồi có thể là dùng bằng sắt, rồi có thể dùng bằng gỗ. Còn những cái tấm thì chúng ta có thể kết hợp những cái tấm ván, những cái tấm polycarbonate, các tấm PVC, hoặc là kết hợp giữa ván với nỉ, ván với thảm. Có nghĩa là chúng ta chỉ hoàn toàn là dùng những cái chất liệu có sẵn thôi, kết hợp với những anh em thợ cơ khí, thợ nhôm, thợ sắt, thợ mộc, thợ inox mà có tay nghề cao, có tâm với nghề, chịu khó trong cái quá trình sáng chế một chút, thì chúng ta có thể làm được một cái vách với cái cách đóng mở như thế này. Thì cái kích thước cụ thể của cái vách ngăn đây mà chúng tôi đang quay á, thì nó đang là rộng 3 mét mốc và cao là 3 mét. Chúng ta có thể làm cái chiều cao tối đa đến 6 mét, nó bằng cái
cái chiều dài định hình của một thanh nhôm, còn cái chiều rộng thì tùy thôi, nó càng rộng nó càng tốt. Hiển nhiên là nó không có quá lớn so với những cái nhà, cái siêu nhà hàng đó, với 5-7 ngàn khách thì cái đó nó lớn quá. Chúng ta nên đầu tư cái loại tấm định hình có sẵn, còn cái chế này thì nó phù hợp với những cái không gian như là ngăn cách ngoài cái không gian cụ thể mà chúng tôi đang quay, thì nó có thể dùng cho các cái không gian phân chia các cái phòng họp trong các cái hội trường, trong các cái nhà hàng, để chúng ta có nhiều không gian lớn nhỏ khác nhau, tùy theo cái số lượng khách, tùy theo cái tính chất của cuộc họp. Thì chúng tôi mở đi rồi đám lại rất là nhiều lần, quý vị quá trình nghe thuyết minh thì đồng thời là xem cái hình ảnh để mà cảm nhận được cái hành trình mà anh em đóng mở, và cũng có thể tham khảo được về các cái chất liệu, các cái phụ kiện. Dưới nền thì chỉ có những cái lỗ khoan các cái chốt thôi, còn lại là cái ray trên trần, nó có một cái ray thẳng chạy dọc theo cái vách ngăn, và có một cái đoạn là ray hình vuông á, để chúng ta xoay đầu của cái tấm vách ngăn và xếp gọn vào trong tường. Thì cái hành trình của cái vách chế này với đây là cái vách người ta sản xuất từ xưa tới giờ thì nó không có khác nhau nhiều, nó giống nhau thôi, nó chỉ có là khác một số cái phụ kiện và nó chế tác một chút. Tất nhiên là anh em thợ phải là có tay nghề và cũng khéo léo một chút, nó cũng có chịu khó trong cái việc suy nghĩ sáng chế thì có thể làm được cái này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến video này.